Nhổ răng khôn là quá trình loại bỏ những chiếc răng khôn một ngầm, một lệch ra khỏi cung hàm để ngăn ngừa những hậu quả nặng nề do răng khôn gây ra. Đây là một loại tiểu phẫu không quá phức tạp và sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì nếu được thực hiện đúng quy trình và bác sĩ có tay nghề cao. Ngược lại, có thể xảy ra biến chứng sau khi nhổ răng khôn nếu bạn chăm sóc không tốt và thực hiện tại một số địa chỉ không uy tín. Sau đây là một số biến chứng sau khi nhổ răng khôn có thể gặp phải. 1. Nhiễm trùng. Sau khi nhổ răng, nếu bạn vệ sinh và chăm sóc không đúng cách, có thể dẫn đến nhiễm trùng với các dấu hiệu như có dịch màu vàng hoặc trắng, sốt, đau và sưng liên tục tại vùng răng đã nhổ. Lúc này, bạn cần liên hệ ngay bác sĩ để được thăm khám, kiểm tra. 2. Vết thương lâu lành. Nguyên nhân do xương mới chậm phát triển trong ổ răng rỗng dẫn đến chậm lành vết thương. Điều này phụ thuộc vào cơ địa, cách vệ sinh chăm sóc và ăn uống của từng người, nên bạn không cần quá lo lắng. 3. Khô ổ răng. Khi cục máu đông không phát triển trong ổ răng trống hoặc bị tuột ra, sẽ dẫn đến khô ổ răng. Điều cần làm nếu chẳng may xảy ra hiện tượng này là nên sớm gặp bác sĩ để được thăm khám. 4. Tê hàm. Nguyên nhân do dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến mất cảm giác. Nguy cơ bị tê hàm rất thấp, có thể xảy ra trường hợp tê hàm trong vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, bạn không nên chủ quan. Nếu hàm bị tê quá một tháng thì bạn nên sắp xếp thời gian tái khám nhanh chóng. Để tránh lãng phí thời gian, chi phí điều trị và ngăn ngừa những biến chứng có thể xảy ra, ngay khi có dấu hiệu mọc răng khôn, bạn nên đến ngay địa chỉ nha khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám và điều trị. Liên hệ nha khoa chụp răng Sài Gòn, hotline 0986438286 để được hỗ trợ chụp phim, tư vấn miễn phí cùng đội ngũ bác sĩ chuyên gia hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Nha khoa chụp răng Sài Gòn, uy tín, chất lượng, tận tâm.